Vâng, à, chúng tôi xin báo giá đến quý vị và các bạn về cái chính sách bán hàng giá cả cũng như là màu sắc của chiếc bán tải um, cao cấp đó chính là Ranger Wildtrak. Hiện tại thì uh, Ford Ranger Wildtrak uh, đang duy trì hai phiên bản uh, như sau. Bản đầu tiên đó chính là bản uh, Ranger Wildtrak 2.0L uh, 4x4 AT. Đây là cái phiên bản uh, uh, bi Bo bản cao cấp uh, có giá limit là 918 triệu và hiện tại uh, chúng tôi đang hỗ trợ lên đến 63 triệu đồng. Giá bán cụ thể là 855 triệu và cũng sẽ tặng các bạn một bộ phụ kiện như là uh, dán phim cái nhận tuần bộ xe, trải sàn và camera hành trình. Bản thứ hai đó chính là bản uh, Ford Ranger Quay Trách 4x2 uh, AT, đây là cái phiên bản uh, cao cấp một cầu uh, sử dụng động cơ turbo thường. Uh, có giá niêm yết là 853 triệu và hiện tại chúng tôi đang ưu đãi lên đến 53 triệu đồng và cũng tặng các bạn một bộ phụ kiện như là dán phim, trải uh, sàn và camera hành trình. Các bạn uh, mua xe thì chúng tôi có thể hỗ trợ vay trả góp lên đến 80% giá trị xe, thời hạn vay từ 5 năm đến 7 năm với lãi suất uh, ưu đãi và hợp lý. Các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 0902 157 666. Tôi tên là Bảo Đại, phụ trách văn hàng của đại lý Ford Thanh Xuân. Hiện tại thì Ford Ranger quay trách có tất cả là 5 màu, bao gồm màu trắng, màu đen, màu xám, màu đỏ cam và màu bạc. Uh, Renzo được trang bị rất là nhiều tính năng thông minh và tiện ích như là uh, chìa khóa thông minh, nút mơ khởi động start stop, ghế da, màn hình camera lùi, điều hòa tự động hai vùng khí hậu, hệ thống sáu túi khí và rất là nhiều tính năng thông minh và tiện ích khác. Để trải nghiệm thực tế cái dòng xe này, các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 0902 157 666. Tôi tại tôi tên là Bảo Đại ở phụ trách bán hàng của đại lý Phát Thanh Xuân để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn về chương trình lái thử xe. Nếu các bạn cảm thấy kênh của chúng tôi hay và nghĩa, rất mong quý vị và các bạn có thể ấn đăng ký kênh Vua Xe để theo dõi những video mới và những video hot mà Vua Xe gửi đến quý vị và các bạn. Vâng, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.